Cái gì mà gọi hoài? Phiền phức. Canh chừng hai mẹ con hắn cẩn thận. Nhà mai có thuyền, đưa hai mẹ con hắn đi. Dạ. Ủa, anh đi đâu mới về vậy? Anh đi gặp Đăng. Nó làm chuyện gì nữa phải không? So với những gì anh đã làm, cho nó một ít tiền thì có là gì đâu. Em đừng làm mọi chuyện căng thẳng lên nữa. Nhưng anh nhìn nó hoài, nó sẽ lờn. Ai biết nó sẽ làm gì nữa, không chừng nó giết luôn cả nhà mình đó. Nó không có gan làm như vậy đâu. Anh mệt rồi, anh đi tắm đi. Dạ, tôi nghe cô chủ. Sao rồi chú? Thất bại rồi cô chủ. Cái gì? Ủa, vậy rồi đó hả? Chú Bảo. Chú Bảo. Yến. Cô Ngân sao rồi con? Dạ, cô Ngân vẫn còn đang ngủ đó ba. Có chuyện gì mà chú Bảo với Yến mới sáng qua nhà con vậy? Cậu quên hết rồi sao? Ông á, đúng là não cá vàng luôn á. Hôm qua may cho ông là ba tôi tới kịp để giải cứu ông đó. Giải cứu? Nói đúng hơn, phần phước của cậu lớn đó. Cậu lên đi. Nè, cậu tháo dây trói, ở lại bảo vệ cho hai mẹ con. Nhớ cẩn thận, đồng bọn chúng vẫn còn. Tôi sẽ đưa hắn ra ngoài trước. Dạ. Đi. Nè, mày lại. Tối hôm qua tôi tính qua đây hỏi mẹ cậu vài chuyện. Chú Bảo, tính hỏi mẹ con chuyện gì? Hôm trước tôi có nghe Yến nói lại là mẹ cậu có một người đàn ông đến thăm. Sau đó mà nói là người em không phải là người anh. Tôi tới hỏi coi thực hư ra sao. Vì có vài chuyện tôi muốn làm sáng tỏ. Vàng ha, vàng. Cô Ngân, cô Ngân, qua đây con. Vàng. Ngoan ngoan ngồi nè. Cô Ngân ơi, hôm nay con mua rất là nhiều đồ ăn cho cô Ngân nè. Nhưng mà trước khi được ăn ngon, cô Ngân phải nói con nghe một chuyện được không? Nói ăn cho vàng luôn nè, cho vàng nè. Hôm trước có người đàn ông đến gặp chị, có quen với chị hả? Quen đàn ông đàn ông. Là người em, không phải người anh. Cái gì vậy mẹ? Mẹ nói cái gì? Em, anh nghe không hiểu gì hết trơn vậy mẹ. Thì là người em, không phải người anh.
Vàng. Là người em không phải người anh. Ý là chị Ngân, có phải người này không? Hả? Người em, người em nè. Người em, không phải người anh. Nghe người em á. Tôi hiểu rồi. Có thể người mà mẹ cậu nói chính là em của Phi Long. Hắn tên là Kim Long. Cái gì? Chú Bảo nói mà hắn tới tìm mẹ con chi? Ba ơi, không lẽ hắn tới xử hai mẹ con đang đến bịt đầu mối hả ba? Không phải như con nghĩ đâu. Hắn tới đây thăm người thân, mà mẹ Đăng chính là chị dâu của hắn. Nói đúng hơn, mẹ của cậu là vợ của Phi Long. Chú Bảo, chú đừng giỡn con kiểu vậy chú Bảo. Tôi biết, nghe tin này cậu rất là sốc, nhưng đó là sự thật. Thứ chú cần đây, tóc của Nam. Cuối cùng con cũng chịu nghe lời chú rồi hả? Con chỉ muốn xác minh xem ông ta có phải là Hoàng Hải hay không. Bây giờ con chưa muốn hại Nam, con mong là chú sẽ giữ lời hứa với con. Nó đã lớn thật rồi. Nếu như năm đó nó được chị ta nuôi dưỡng thì... Vàng, 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 vàng. Vàng nhiều quá. Cô chỉ biết vàng thôi sao? Tại sao cô không chết mà lại là anh của tôi chứ? Bây giờ cô điên loạn như vậy là quá nhẹ đối với cô rồi. Đeo vàng đi, đeo vàng đi. Em, người em, không phải người anh. Tôi là người em đó, cô nhớ ra rồi sao? Đeo vàng, đeo vàng, đeo vàng. Đúng là con đàn bà xấu xa. Xấu xa, xấu xa. Alo. Ba ơi ba, con với thằng Nam rồi ba ơi. Ba. Khốn kiếp. Tại sao mày tự ý hành động hả? Mày coi lời nói của ba mày là vô nghĩa sao? Con xin lỗi ba. Chuyện gì? Kể ra coi. Thưa ba, lúc nãy con uống rượu say, sau đó con tới tìm thằng Nam. Dạ. Em đã nói rất nhiều lần rồi, dù sao Nam cũng chỉ là nạn nhân thôi, cũng chưa chắc á là ba của Nam giết ba em mà. Nếu như em không làm được điều đó thì để anh giúp em.
ngu xuẩn. Mày làm chuyện gì sao mày không biết kiềm chế cảm xúc mày vậy? Bà, con không biết tại sao con không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Mỗi khi con nhìn thấy Ngọc đi với thằng Nam, và Ngọc luôn luôn không muốn trả thù nó bà. Là một thằng đàn ông, mày muốn làm chuyện lớn là mày phải biết kiềm chế cảm xúc của mày. Tao cũng từng giống như mày. Mỗi lần tao thấy tình địch của tao là tao muốn bay vô tao giết nó. Nhưng ba kiềm chế được. Nếu như bà giết nó thì mãi mãi trong cuộc đời này bà sẽ không bao giờ gặp lại người ba yêu thương. Con thông minh, bà nói như vậy cho con hiểu chứ hả? Dạ con xin lỗi ba. Bây giờ mình phải làm sao ba? Nếu như bên công an điều tra vụ này, con sợ là ảnh hưởng tới ba đó. Bây giờ phải tìm hiểu coi thằng đó sống chết như thế nào đã. Ổn rồi. Dạ. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện. Dạ. Bác sĩ, vậy là con tôi không sao hả bác sĩ? Bệnh nhân chỉ trầy xước mặt mày với tay chân thôi. Có thể do tiền sử mắc bệnh tim và quá sợ hãi nên mới ngất xỉu. Hiện tại chúng tôi đã chùi rửa vết thương và đã chụp CT. Nếu không có gì nghiêm trọng thì vài ngày nữa là xuất viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ, chào anh. Con thấy sao? Con thấy trong người còn đau chỗ nào không? Con chỉ bị xây xát nhẹ thôi mẹ. Con xin lỗi mẹ vì đã làm cho mẹ lo lắng. Con đừng có gì sợ mẹ lo lắng mà đau không dám nói nghe chưa? Giờ thấy con không sao, mẹ mừng lắm. Nhưng mà sao con lại bị đụng xe? Xưa giờ con chạy xe cẩn thận lắm mà. Dạ con cũng không biết sao nữa. Con đang đi thì có một chiếc xe hơi lao thẳng vào đụng con. Hình như là anh ta cố tình đụng con. Anh ta? Nói vậy là con biết người đó sao? Là ai mà ác nhân quá vậy con? Anh ta tên là Minh Đạt. Cái gì? Là giám đốc công ty Hoàng Cầu. Nhưng mà tại sao anh ta làm vậy với con? Bộ hai đứa có xích mích gì sao con? Nếu vậy thì con nghỉ làm đi, mẹ sợ lắm. Dạ không phải vậy đâu mẹ. Con nghĩ là anh ta ghen thôi, vì anh ta cũng đang thích Quỳnh. Nam à, tuy chỉ gặp cô Quỳnh có vài lần thôi, nhưng mẹ có cảm giác bất an về cô này lắm. Dạ Quỳnh, cô ấy đã nói dối mình rất nhiều. Mình phải làm sao với cô ấy đây? Và cả ông ta, kẻ thù giết chết cha mình. Tôi đợi sếp bên ngoài. Mẹ, ồ, nhưng mà ai đưa con vào đây vậy mẹ? Sao mẹ lại biết con ở đây mà mẹ tới? Là người đi đường thấy số điện thoại của chú hiện trong cuộc gọi đi gần nhất của con, cho nên gọi cho chú, chú gọi cho mẹ con. Dạ, thì ra là vậy. Lần này con không sao là được rồi. Chú chỉ lo là hắn sẽ làm hại con lần nữa. Con phải hết sức cẩn thận biết chưa? Dạ. Thôi con nằm nghỉ ngơi đi. Bây giờ chú về đồn xử lý công việc. Dạ. Chị Nhung à, chị ở lại chăm sóc cho Nam nghe. Dạ. Cảm ơn anh. Mẹ con tôi thiệt ngại quá, cứ làm phiền anh hoài à. Chúng ta coi nhau như người thân rồi mà. Chị đừng ngại. Thôi tôi đi nghe. Dạ. Chú đi nha Nam. Dạ con chào chú. Mình có nên nói cho chú ấy biết Phi Long chính là ông Hoài không? Uống nước nha con. Cảm ơn cậu đã đưa Nam vào viện. Bọn họ có thắc mắc ai đã đưa Nam về bệnh viện không sếp? Có, nhưng tôi đã xử lý rồi. Nhưng tại sao cậu biết Nam xảy ra chuyện mà lại đến đó vậy? Vì Minh Đạt có gọi cho tôi. Có vẻ hắn ta không tỉnh táo lắm. Tôi nghi ngờ có chuyện xảy ra nên theo dõi hắn từ nhà ra tới quán nhậu. Và phát hiện hắn cố tình tông di Nam. Lý do hắn ta ghét Nam là vì ghen tuông.
nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn còn bị sự uy hiếp của ông Trùng nên chưa dám ra tay với Nam. Hiện thời Nam vẫn an toàn. Cậu có nhìn thấy mặt ông Trùng chưa? Hiện tại tôi chưa có cơ hội, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm được. Tôi nghĩ cậu nên tìm cách đột nhập vào căn biệt thự đó. Ông Trùng có khả năng ở trong đó, và ông Trùng có thể liên quan đến Kim Long. Riêng về phần cậu, cậu phải hết sức cẩn thận. Cho dù đó là Kim Long hay ông Trùng, đều không dễ đối phó đâu. Đừng để họ nghi ngờ. Rất là nguy hiểm. Tôi biết rồi. Xin lỗi, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta là công an, chú không phải là đối thủ, nên chú cũng đừng tự trách mình. Vết thương của chú sao rồi? Dạ, tôi đã xử lý rồi. Lần sau tôi nhất định sẽ thành công trong việc bắt thằng Đăng. Chú nên chăm sóc vết thương cho cẩn thận, đừng để anh Hoài chú ý. Còn với thằng Đăng, sau vụ vừa rồi, chắc chắn công an sẽ vào cuộc. Tôi nghĩ mình nên dùng cách khác để đối phó với nó. Bây giờ người tôi muốn giết là con Ngọc. Có khả năng nó đã biết anh Hòa không phải là ba của nó. Tôi sẽ theo sát cô ta để tìm thời cơ thích hợp rồi ra tay. Ừ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hỏi đi con. Ba tặng quà sinh nhật cho con nha. Cảm ơn ba. Ơi, con thích không? Ba ơi. Trời ơi, con dám trát vô mặt ba luôn hả? Ngồi đó làm gì vậy? Sao không vô trong ăn đi? Sáng giờ chưa ăn gì rồi, không thấy đói hả? Nghe không Đăng? Cơm đây, cơm đây. Ăn cơm đi, đói bụng, ngon lắm, ăn cơm đi. Nè, mày tránh ra giùm tôi đi. Ông làm cái gì vậy hả? Ngân sợ. Tôi làm cái gì? Ngân sợ. Cô Ngân. Tất cả là tại bà. Ngân sợ, Ngân sợ. Nguyên nhân tôi đau khổ cũng là tại bà. Chồng của bà đã giết ba của tôi. Tại sao lúc đó bà không chết luôn đi để đền tội cho ba của tôi? Tại sao vậy? Tại sao không chết đi? Ngân sợ, đừng đánh Ngân sợ. Ông nói gì vậy hả? Bây giờ ông có nói hay trách mắng gì á thì có thay đổi được kết quả không? Cô Ngân đang bị điên. Ông nói cô Ngân có hiểu gì đâu. Yến biết cái gì đâu mà nói. Yến không có trong cái hoàn cảnh đó của tôi. Yến không trải qua những đau khổ mất mát của tôi. Yến không bao giờ hiểu thì đừng có nói. Vậy ông có hiểu được ông được sinh ra là nhờ ai không? Đúng, mẹ của ông á là nguyên nhân gián tiếp của việc ông Phi Long đi cướp. Chứ mẹ ông đâu có muốn đâu. Tất cả là do ông Phi Long u mê hận thù mà ra thôi. Tôi biết ông đau, tôi biết ông sốc, nhưng mà ông đau một, mẹ ông đau tới 10 kìa. Ông nghĩ đi, nếu một ngày nào đó mẹ ông tỉnh lại, mẹ ông biết được mình chính là nguyên nhân của tất cả bi kịch, thì người đau khổ chính là mẹ ông đó. Thay vì trách móc người khác thì bây giờ chấp nhận sự thật đi. Người ông hận lẽ ra không phải là mẹ ông đâu. Ông có biết mẹ ông yêu thương ông nhiều như thế nào ông biết không hả? Đừng đánh, Ngân sợ, Ngân sợ. Cô Ngân, không sao hết, có con ở đây rồi, cô đừng có sợ. Bây giờ con bới tô cơm khác cho cô Ngân ăn nha. Thôi cô Ngân đừng có sợ, con mua đồ ăn ngon cho cô Ngân ăn nha. Thôi mình vô trong đi. Nếu vậy, Diễm Huynh là chị em cùng mẹ khác cha với mình sao? Hẹn chị cô ta cùng nhóm máu với mẹ của mình. Thì ra, cô ta đã biết chuyện ngay từ đầu, nên cô ta đã cố tình tiếp cận mình. Nếu mình không trả thù được ông Phi Long thì mình phải bắt con gái của ông ta phải trả giá.
bây giờ ghê quá bà. Con gái đánh ghen không còn cái gì trên người hết trơn á. Còn con trai đánh ghen á thì lái xe tông người ta luôn kìa. Mai là nam cũng không sao. Đúng là khi ghen có thể làm bất cứ chuyện gì. Thấy ghê quá à. Anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Đình Hòa là ba Long của mình. Mình không nên vào đó, khiến anh ấy đau buồn hơn. Nam ơi, em xin lỗi, là do em đã làm hại anh. Tại sao chúng ta yêu nhau lại chịu nhiều rắc rỡ như vậy hả anh? Sau này khi anh biết được sự thật khác, anh sẽ hận em hơn đúng không? Nhưng mà em không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ anh lúc này. Tránh xa nó ra và làm cho nó tin Đình Hòa là Phi Long, ba của con. Em xin lỗi. Nam, có luật sư bên công ty muốn gặp ông để hỏi một số việc. Chào anh, nghe nói anh bị đụng xe nên tôi đại diện cho công ty đến đây thăm anh, và cũng là muốn hỏi anh vài chuyện về việc anh bán dự án công ty cho đối thủ. Đúng ra là mail của tôi, nhưng thật sự tôi không có bán dự án cho đối thủ. Chắc có ai đó hãm hại tôi. Ừ, đúng rồi đó anh. Tôi tin chắc chắn Nam không có làm chuyện này đâu. Từ trước tới giờ Nam là một người rất tốt bụng và thật thà. Chúng tôi chỉ làm theo chứng cứ. Anh làm gì vậy Đạt? Tại sao anh động tới anh Nam? Anh muốn em giết anh hả? Anh chỉ làm theo lời của ba thôi. Không đúng, là anh tự ý làm. Chú đã hứa với em là không đụng tới Nam, chắc chắn là chú sẽ không làm vậy. Đúng vậy, là anh làm đó. Nhưng mà anh làm chuyện này là anh trả thù cho em đó Ngọc. Em chỉ biết trách móc anh thôi. Có bao giờ em nghĩ rằng anh làm chuyện này là vì sao không? Anh còn tính nói gì nữa? Anh nói gì nghĩ gì em hiểu mà Ngọc. Em càng tới gần nó thì ba sẽ càng tìm cách hãm hại mẹ con nó thôi. Em nói em trả thù, nhưng tại sao em lại quên hết vậy? Em không quên, là em trả thù theo cách của em. Cái tính gì? Mạng của họ, họ sống hay chết là do em quyết định, không phải là anh hay bất cứ một ai khác. Cho nên ngoài em ra, em không cho phép ai đụng đến họ. Còn với anh, em thực sự quá thất vọng. Ngọc, kể từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Em mong là sau này anh và em không trở thành kẻ thù. Ngọc, em vì nó mà em ân đoạn nghĩa tuyệt với anh hả? Ngọc, hôm nay chúng ta làm việc đến đây thôi. Anh nghỉ ngơi đi, rồi khi nào anh bình phục nhớ đến công ty trình diện nha. Dạ tôi biết rồi. Ừ. Tôi xin phép đi trước. Ừ. Chào anh. Tay ông còn đau nhiều không Nam? Tôi không sao. Có những chuyện còn đau lòng hơn cả vết thương này nữa. Tôi biết là ông bị oan, nhưng mà cần thiết nhất lúc này là mình phải có bằng chứng để chứng minh mình bị oan đó.
Tôi xin lỗi vì tôi không có giỏi về công nghệ nên không giúp Nam được gì. Mẹ. Cô Nhung. Yến mới tới hả con? Dạ. Hồi nãy có ai vừa trong này đi ra hả con? Dạ, anh đó là đại diện pháp luật bên công ty của con, đến để hỏi Nam một số chuyện. Ừ. Con cũng đã trả lời xong hết rồi, không sao đâu mẹ. Ừ. Cô Nhung qua đây ngồi nè. Con ăn cháo đi. Cảm ơn con đã tới thăm Nam nha. Dạ, không có gì đâu cô Nhung. Cô ta sẽ không dễ dàng tha cho thằng Nam đâu. Có lẽ mình nên rời khỏi đây, đó là cách tốt nhất. Nhưng còn mộ của anh Hải, mình cần thời gian để đưa anh ấy đi cùng. Thật sự con, cho tới bây giờ con vẫn không hiểu được tại sao lại có người muốn hại Nam chứ. Có lẽ là bà Phương, chủ tịch của công ty. Chủ tịch? Lý do gì sao vậy hả cô? Vì bà ấy hồi xưa từng là tình địch của cô. Bà ấy rất thích anh Hải. Mấy ngày nay bà ấy cũng đến tìm cô và nói với cô bà ấy không muốn Nam quen với con gái của bà, càng không muốn gia đình cô tiếp cận với cha con của Hạnh. Nhưng mà cô cũng chỉ là đoán thôi, chứ không có chứng cứ gì hết con à. Bà ấy tìm mẹ mình, vậy người mẹ nói chính là bà Phương. Lẽ nào bà ta sợ mình tiếp xúc với ông ấy và phát hiện ra sự thật mà bà ta đang che giấu? Đi đâu đây? Tôi muốn gặp ông Hòa. Cậu chủ không có ở nhà. Giờ này ông không có nhà, vậy ông đi đâu? Tôi đã nói là cậu chủ không có nhà. Có chuyện nhưng mà tôi gì cần vậy? Gặp ông thì sao? Chú Hòa không có ở nhà, còn gặp chú ấy có chuyện gì thì cứ nói với dì, dì giải quyết cho. Bà có thể giải quyết sao? Hay là bà cố tình không cho tôi gặp ông ta? Bà biết ông ta là kẻ thù của gia đình tôi, vậy mà bà vẫn sống chung với ông ta 20 năm. Bà đúng là em gái tốt của ba tôi đó. Dì biết là con giận dì, nhưng mà dì có nỗi khổ riêng đang à. Con có biết cái mạng này của dì giữ được là do đâu không? Là do ông ấy đã cứu dì, cho nên dì cần phải đền đáp ơn của ông. Có nhiều cách để đền đáp lắm, đâu nhất thiết phải lấy thân mình đền đáp. Đúng như con nói, dì đã dùng tiền để báo ơn, nhưng mà ông ấy không lấy. Nên ngoài cách này thì dì không còn cách nào khác. Vậy còn chuyện mẹ tôi? Mẹ tôi chính là vợ cũ của ông ta. Bà biết chuyện này không? Sao ông nói? Con đã biết rồi sao? Bao nhiêu năm qua dì luôn áy náy vì chuyện này, cho nên dì không dám đi tìm mẹ con của con. Đúng, dì có biết chuyện ông ấy là chồng của mẹ con, nhưng mà lúc đó hai mẹ con lưu lạc, ông ấy thì mất trí nhớ, nên dì đã lấy ông ấy. Dì không sai trong chuyện tình cảm này, nhưng mà sao con lại biết những chuyện này? Có người nói cho tôi biết. Hôm nay tôi muốn gặp ông ta để nói rõ chuyện này nè. Ông ta biết vợ cũ mình còn sống thì ông ta sẽ làm gì? Giờ con có nói thì cũng vô ích thôi, bởi vì chú Hòa bị mất trí nhớ mà. Thôi. Con đừng giận quá mất khôn. Con nói ra mọi chuyện con nghĩ sẽ tốt sao? Dì thì nghĩ con sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Đúng là rất nhiều chuyện xảy ra từ khi mình biết ông Phi Long còn sống đến bây giờ. Cũng vì tránh rắc rối á, hôm nay tôi mới tìm ông ta. Thật ra tôi đã thuê một người tên Thưởng Thẹo để mà xử lý Diễm Quỳnh, nhưng mà hắn đã quay sang tống tiền tôi, còn bắt cóc mẹ con tôi nữa. Có thể là muốn cảnh cáo tôi, cho nên tôi muốn tìm ông Hòa
xin ông một số tiền để giải quyết chuyện này. Tại sao con lại muốn giết cô gái đó? Chính cô ta là con gái của ông Phi Long. Cái gì? Sao bà bất ngờ vậy? Không phải bà lấy ông ta, bà cũng phải thừa biết là ông ta có một đứa con gái tên là Quỳnh hay sao? Chính bà và cô ta cũng nhận nhau rồi. Khúc này bà diễn cho ai coi vậy hả? Con đừng hiểu lầm, dì chỉ ngạc nhiên vì sao con biết chuyện này. Ngoài con ra còn ai biết chuyện này nữa không? Tôi không trả lời câu hỏi này được không? Thôi được rồi, dì sẽ đưa tiền cho con. Nhưng dì nghĩ con nên gặp hắn ta thỏa thuận lần cuối, chứ dì sợ hắn sẽ gạt con đó. Sau đó dì sẽ đưa tiền cho con, nhưng nhớ là chỉ lần này thôi. Con không được làm phiền chú Hòa nữa, dì không muốn chú ấy phải lo lắng. Với lại con mà nói ra thì dễ gì chú ấy cho con tiền để đi giết con gái của chú ấy, đúng không? Thắc mắc nha, nếu vậy tại sao bà cho tiền tôi? Tôi khó hiểu quá. Bởi vì dì không muốn con gái của mình phải chia sẻ tình cảm cha con với người dân. Bà đúng là đồ rắn độc. Nhưng mà tiền của rắn độc tôi không chê đâu. Nè, lỡ hắn muốn giết tôi luôn thì sao? Con đừng có lo, bây giờ thì con cứ về đi. Khi nào gặp hắn thì gọi cho dì. Dì sẽ chỉ cách cho con. Mày nhớ giữ lời đó, nếu không bà coi chừng tôi. Đúng là càng nhìn nó càng làm tới mà. Nhưng mà giờ thì nó có ích cho tôi rồi. Chiều mượn dao giết người xưa nay không bao giờ là thừa. Anh Nam miếng cháo đi cho khỏe nha. Được rồi, anh tự làm được. Cái tay của anh đang đau mà đâu có làm được. Ngoan đi nè, ăn một miếng cho khỏe. Được rồi. Nè ăn. Hạnh à. Dạ cô. Cô nghĩ là con nên về nhà đi, chứ mẹ con mà biết được, mẹ con sẽ gây khó dễ cho thằng Nam. Cô, con tới thăm anh Nam thôi mà. Con không biết là giữa cô với mẹ con xảy ra chuyện gì, nhưng mà con lo cho anh Nam thiệt mà cô. Nếu như ông ta là Phi Long, mình sẽ khiến con gái của ông ta đau khổ. Đó chính là bước trả thù đầu tiên của mình. Nhìn người ông yêu nhất phải tổn thương, chắc chắn ông sẽ đau hơn gấp vạn lần, đúng không Phi Long? Anh, em đã ủi sẵn mấy bộ đồ cho anh, sao anh lại mặc bộ này? Từ nay trở đi, anh sẽ mặc những gì mà anh muốn, và anh cũng sẽ tự làm những gì mà anh thích. Anh không muốn em sắp xếp cuộc đời của anh đâu. Anh lại sao nữa vậy anh Hòa? Dạ thưa ba mẹ, con đi ra ngoài. Anh, con tính đi đâu đó? Con tới thăm thằng Nam đúng không? Con làm vậy không sợ người ta coi thường à? Có gì đâu mà coi thường mẹ. Tính ra là con đang giúp mẹ trả nợ cho ảnh luôn á. Trả nợ cái gì? Con nói năng tào lao gì vậy? Mẹ biết anh ấy là con của tình cũ, nên mẹ mới đem lòng thù hận và dày dò anh ấy. Thậm chí mẹ còn gài bẫy anh ấy trong dự án đó nữa. Con nói điên khùng gì vậy hả Hạnh? Là chính tai con nghe được cô Nhung nói. Mẹ là người yêu cũ của ba anh Nam. Dự án bị bán cho đối thủ, ngoài mẹ ra ai có khả năng làm chuyện đó nữa. Em là người yêu cũ của Hoàng Hải sao? Anh à, chuyện của em và Hải là quá khứ rồi. Em với anh là chuyện sau này, em không hề liên quan gì đến dự án đó. Nó không phải là mảng kinh doanh của anh sao? Em làm sao có bản thiết kế đó chứ? Mẹ cứ từ từ giải thích với ba con đi. Con xin phép đi trước, thưa ba mẹ con đi. Anh sẽ tới đó để hỏi cho ra lệ. Anh Hòa, con đã xác minh rồi ba. Thằng Nam nó chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng mà hôm đó con say quá nên con tưởng nó chết.
Cũng may lần này thì không có gì, chứ có lần sau con không có cơ hội để sửa sai đâu. Tập trung vào làm nhiệm vụ ba nói đi. Dạ, con đã sắp xếp xong hết rồi ba. Nè, ráng làm tốt nhiệm vụ ba giao. Ba hứa, sau này ba sẽ ép con Ngọc lấy con. Cảm ơn ba. Cậu ráng giữ gìn sức khỏe. Còn chuyện dự án, nhất định là tôi sẽ tìm được bằng chứng để chứng minh cậu vô tội. Ông đang tỏ vẻ hối lỗi sao? Tôi không cần ai giúp, tôi tự lo cho mình được. Cậu đang bị thương như vậy thì tự làm được gì chứ? Nam à, mẹ nghĩ con nên nghe lời sếp con đi. Dù sao ông ấy điều tra vẫn dễ hơn mà. Cảm ơn chị đã hiểu cho tôi. Dạ. Ba, anh Nam anh đang bệnh á, ba đừng có nhắc chuyện công việc ở đây nữa được không? Chị à, tôi có chuyện riêng cần nói với chị, mình ra ngoài được không? Dạ. Anh Nam, anh khỏe hẳn chưa? Em có chân yến cho anh nè, để em lấy cho anh ăn nha. Anh khỏe rồi, cảm ơn em. Khỏe đâu mà khỏe, em thấy anh cũng mệt kìa, cứ ngồi im đó em lấy cho. Mời chị ngồi. Dạ. Mấy hôm nay chắc là chị lo lắng nhiều lắm. Chị yên tâm đi, tôi lúc nào cũng tin là Duy Nam trong sạch hết. Tôi biết điều này, chỉ là tôi không biết người hại nó là ai và còn muốn làm gì nữa. Không sao đâu chị, tôi sẽ nhanh chóng giúp Duy Nam giải quan chuyện này. Có điều này tôi nhiều lần muốn hỏi anh mà chưa có dịp. Chị cứ hỏi đi. Tôi thắc mắc tại sao vợ của anh lại đến tìm tôi. Rốt cuộc anh đã làm gì để cho chị ấy phải hiểu lầm? Không có chuyện đó đâu chị. Nếu như vợ tôi có nói gì thì tôi mong chị hãy bỏ qua cho cô ấy. Thật sự cô ấy không có ác ý gì đâu. Tôi không hiểu sao mỗi lần gặp anh tôi lại có cảm giác rất là gần gũi, quen thuộc, mà không thể diễn tả được đó là cảm giác gì. Thật ra thì tôi cũng xin lỗi chị. Alo. Dạ thưa sếp, đối tác Minh Minh cần bạn gấp với mình. Về sự cố vừa rồi, sếp về liền nha sếp. Tôi biết rồi, cậu cứ chuẩn bị phòng họp cho tôi. Dạ sếp. Tôi có việc phải chạy về công ty gấp. Chắc là phiền chị ở lại đây chăm sóc cho Duy Nam nghe. Dạ. Tôi xin phép. Tôi chỉ tiện đường qua đây thôi à. Anh khỏe là tốt rồi. Tôi xin phép. Hình như là chị hiểu lầm em với anh. Kể đi em. Anh ấy đã có người ta quan tâm rồi, mình còn lo lắng làm gì nữa. Mình đúng là khờ mà. Như vậy cũng tốt.
Dù sao mình với anh ấy cũng không có kết quả gì. Dạ, con chào cô. Cô đã đến đây rồi, sao không vào thăm nó? Dạ, con đã vào thăm anh ấy rồi. Cô qua kia ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Tai nạn xảy ra với thằng Nam chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Cô biết mà đúng không? Dạ đúng, con biết. Con biết là ai làm cho Nam ra nông nỗi này. Lại cho con, anh ấy chỉ ghen với anh Nam nên mới hành động thiếu suy nghĩ thôi. Ghen? Hành động thiếu suy nghĩ? Nếu hôm đó nó không gặp may mắn thì chắc chắn nó đã chết rồi. Tôi chỉ còn duy nhất một mình nó thôi. Nó mà có mệnh hệ gì, làm sao tôi sống nổi? Cho nên tôi mong cô tránh xa nó ra, đừng làm khổ nó nữa. Mặc dù thằng Nam không dễ dàng gì yêu một người, khi biết nó yêu cô, tôi thật sự rất vui. Nhưng mà sau những chuyện xảy ra và cả những mối quan hệ phức tạp xung quanh cô, tôi không thể để con trai mình quen với cô được. Cô hiểu cho nỗi lòng người mẹ này có được không? Nếu cô yêu nó thật lòng thì xin cô hãy rời xa nó. Dạ con biết rồi, con sẽ làm theo lời cô. Thì ra ông ta chính là chủ của căn nhà này. Kim Long chính là ông Trùng sao? Nói vậy mối quan hệ giữa Kim Long, tên Đạt và cả Ngọc không hề đơn giản. Nhất định có gì đó liên quan rất lớn đến vụ án năm xưa. Thôi, con ở nhà nghỉ ngơi đi. Để mẹ đi chợ, mẹ mua vài món về nấu cho con tẩm bổ. Sẵn mẹ mua mấy thứ về để cho con tắm, mình gột rửa những cái không may nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nghỉ ngơi đi. Dạ. Cô suy nghĩ sao rồi? Còn tôi sẽ có cách chứng minh nó trong sạch. Lần này chỉ là bị thương nhẹ thôi đúng không? Lần sau thì chắc không may mắn như vậy đâu. Nói vậy có nghĩa là cô định làm gì sao? Tại sao cô không nghĩ do chính cô mới ra nông nổi này? Năm xưa chính cô đã làm hại cuộc đời của anh Hải. Nếu anh Hải không cưới một người như cô,
đến nỗi phải đi cướp thì đã không chết. Giờ nếu như cô không muốn hại luôn con trai của mình thì cô biết phải làm gì rồi đó. Tại sao cô cứ một mực đòi mẹ con tôi phải rời khỏi đây vậy hả? Đến giờ này mà cô vẫn không thể buông bỏ được chuyện ngày xưa sao? Anh Hải anh cũng đã chết rồi, cô cũng đã có gia đình khác và đang rất hạnh phúc. Nếu như cô sợ con tôi quen với Hạnh thì cô cứ yên tâm đi, thằng Nam nó không có tình cảm gì với con Hạnh đâu. Còn nếu không phải lý do đó, chẳng lẽ cô còn có chuyện gì bí mật liên quan đến gia đình tôi hay sao? Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi không thể nào quên được chuyện cũ. Cho nên tôi muốn mẹ con cô phải biến mất khỏi mắt tôi. Cô đúng là ăn hiếp người quá đáng. Thậm chí tôi còn làm hơn như vậy nữa. Nếu như cô còn ở đây, suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Rốt cuộc vậy là sao chứ? Con đã hứa với chú là sẽ không bao giờ gặp lại thằng đó. Tại sao còn tới bệnh viện kiếm nó? Ngay cả chú con cũng lừa gạt sao? Dạ thưa chú, con không dám. Con nghĩ chú cũng đã từng yêu một người mà chú. Chú cũng hiểu cảm giác đó chứ. Tới bây giờ chú đã quên được bà ta đâu. Vậy sao? Chính vì chú đã từng đau khổ trong chuyện tình yêu nên chú mới không muốn con lún sâu vào chuyện tình cảm. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, không được tái phạm nữa. Nhiệm vụ chú giao cho con làm xong chưa? Dạ con. Sao, không nỡ ra tay hả? Con quên nhiệm vụ của con là gì đây làm gì à? Dạ con không quên đâu chú. Nhưng con nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp tung tin. Không thích hợp? Vậy khi nào thì thích hợp? Con đó, cứ chậm trễ chú sẽ giết mẹ con thằng Nam. Chú. Chú cái gì? Nhưng mà tạm thời á, chú cũng không muốn nó chết sớm. Vì vậy á, con mau chóng thu xếp để chú mua tất cả cổ phần của Phương Hòa. Anh Nam. Ồ, nghe tin anh xuất viện á, là em qua thăm anh liền nè. Tối rồi sao em không để mai rồi tới? Thì em lo cho anh mà. Ủa anh xuất thuốc hả? Đưa đây em làm cho. Thôi được rồi, để anh làm. Ê, em làm được. Đau lắm hả? Không sao đâu, có chút chút thôi. Cảm ơn em đã giúp anh. Em còn muốn đời này được chăm sóc cho anh nữa kìa. Con đi lên đây. Mẹ bảo con đi. Con. Đau con. Ấy à, đi. Mẹ làm gì vậy? Con đi vô đây. Đau con mẹ. Mẹ. Điện thoại của con mà. Từ bây giờ con không được bước chân ra khỏi nhà. Chú Tư sẽ canh chừng con. Chỉ có cách đó mẹ mới cấm con không qua lại được với nó. Tự nhiên mẹ cấm con qua lại với ảnh. Chỉ vì ảnh là con của tội phạm thôi hả? Con cứ suy nghĩ kỹ những gì mẹ nói. Nếu như con còn gặp nó, không chỉ mẹ nhốt con ở trong nhà mà lập tức mẹ cho con ra nước ngoài du học. Ba ơi cứu con. Anh Nam ơi cứu em. Ba. Ủa, dữ liệu dự án Minh Minh của mình đâu hết rồi? Sao mất hết rồi? Chủ tịch, nếu như cậu không chịu dừng lại và rời khỏi đây thì không chỉ máy tính của cậu mà cả mẹ con cậu cũng sẽ bị xóa sổ. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi nào tìm được chứng cứ minh quan cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu xử lý mọi chuyện. Chỉ cần cậu rời xa khỏi tổng giám đốc. Có chuyện rồi cô ơi.
Suy nghĩ kỹ rồi gọi điện cho tôi. Chuyện gì mà mặt bà ta hốt hoảng vậy? Dự án Minh Minh đang triển khai, tiền cọc của khách hàng vẫn còn đó, nên mong anh yên tâm. Làm sao yên tâm được? Bên kia cũng xây y chang như vậy, mà giá lại rẻ hơn. Tôi đại diện cho bên mua, tôi muốn lấy lại tiền cọc. Tiền đặt cọc rồi thì làm sao lấy lại được anh? Nên mong anh thông cảm cho. Ông nhớ cho kỹ đi, tiền cọc chúng tôi rất là ít, nhưng uy tín công ty của ông rất là quan trọng. Sếp Hòa sẽ giải quyết ổn thỏa, anh yên tâm đi. Khi nào xong á, tôi sẽ liên lạc với anh. Mời anh. Chào. Tại sao anh làm vậy? Chỉ vì người dân vậy hả? Em biết là vì sao mà. Em không biết. Em bày trò hại Duy Nam vì Duy Nam là con của tình cũ. Em dừng lại đi Ái Phương. Còn nếu không, anh sẽ tự nghĩ cách để cứu Duy Nam. Kể cả việc anh mời phóng viên báo chí tới, anh sẵn sàng công khai mọi chuyện, kể cả quá khứ của anh. Là vợ chồng với nhau, anh không muốn chúng ta khó xử. Duy Nam là người tốt, anh thật lòng quý mến Duy Nam, chứ không phải vì muốn bù đắp tổn thương đâu. Còn chuyện em cho anh uống thuốc giảm trí nhớ, anh chấp nhận bỏ qua nếu như em để anh tự giải quyết chuyện này. Vậy tối qua anh không về nhà chỉ là để giải quyết chuyện này thôi sao? Với anh, em còn không bằng người dân nữa kìa. Những việc em đang làm là để bù đắp cho những lỗi lầm của em đó. Anh đã quyết rồi thì anh muốn làm gì thì anh cứ làm đi. Nhưng mà bà thực sự sẽ nói sao? Nếu như chuyện này lộ ra thì bà sẽ đi tù đó. Con mới kêu. Con nè ba. Thà như vậy còn hơn cứ phải sống trong sự lo lắng. Mà Ngọc, ba muốn chuộc lỗi với con. Ba xin lỗi vì 20 năm qua ba không đi tìm con. Con gái của ba giờ được con gọi là ba, ba thực sự mừng lắm. Cảm ơn con. Con cũng mừng vì ba vẫn còn sống. Giờ thì tôi sẽ bắt ông phải trả giá. Cô chủ, con Hạnh nó sao rồi chú? Sau một hồi khuyên nhủ thì con bé cũng bình tĩnh lại rồi. Không biết làm sao mà nó cứng đầu dữ vậy đó. Tính này thật sự là rất giống cô chủ đó. Tôi cũng hối hận về điều đó suốt 20 năm qua đây chú. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao đi nữa. Sau khi thằng Đăng xử lý xong con Ngọc, còn thằng Đăng, cô muốn tôi làm gì? Tôi muốn... tôi... Thưa cô, chú Tư. Ừ. Con đã cho hắn uống thuốc rồi. Có thuốc nó sẽ chịu sự khống chế của mình thôi. Nếu như tên kia không giết được con Ngọc thì nó sẽ thay mình làm chuyện đó. Và người tiếp theo chính là thằng Đăng. Tôi muốn tất cả bọn họ phải trả giá vì dám khơi lại ký ức của anh Hòa. Con cứ đến đó giao tiền cho nó, nó sẽ xử con Quỳnh theo như con mong muốn. Thiệt không? Nhưng mà lỡ nó giết tôi luôn thì sao? Yên tâm đi, vì cho người bảo vệ con mà. Cho người bảo vệ tôi hả? Trời, tin được không?
Nè. Ê, tới nào vậy? Mày kiếm tiền nhanh hơn tao tưởng. Lấy tiền là phải giữ lời hứa đó. Tất nhiên. Đủ chứ? Đủ. Mà ông nhớ đó, lấy tiền là phải giữ lời hứa. Ông không được nuốt lời đó. Nhìn gì? Đủ rồi mà. Sao? Dạ, mọi chuyện đã xong xuôi. Tốt rồi. Dạ. Là tay sai của Kim Long thì chẳng ai tốt đẹp hết. Để coi, rốt cuộc anh cũng phải tìm tôi thôi. Mày đó, thứ vô dụng, có chút chuyện cũng không làm xong là sao? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên đầu xuất hiện, cái nó đánh tôi, mà nó rất là giỏi võ, tôi đánh không lại nó. Cái gì? Giỏi võ? Dạ. Chắc chắn là cô ta đã nhúng tay vô. Alo. Gặp nhau được không? Đúng là phần mộ này rồi. Mày, ra tay nhanh lên. Dạ. Chuyện anh cho người tống tiền thằng Đăng, em không nghĩ anh lại làm như vậy. Anh dùng chiêu thức đó với cả anh trai của mình chỉ để bào tiền thôi à? Là do em. Em mới chính là người lật lọng. Em hứa cho anh 5%, cuối cùng bắt vô âm tính. Nên anh phải tìm mọi cách kiếm tiền chứ sao? Chuyện đó em biết cân nhắc. Có chuyện này em muốn nói với anh. Tên Hùng Cường, anh vẫn đang đi tìm hắn đúng không? Không có. Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng là anh cho người tìm kiếm hắn bấy lâu nay. Em tính tặng cho anh coi như làm quà. Ây, mà coi bộ không cần tới rồi. Thằng Cường đã biết mình buôn bán ma túy, phải khử nó trước khi công an biết được điều này. Tại sao Kim Long lại muốn bắt cậu? Là gì? Tôi biết được việc làm phạm pháp của nó. Tôi có bằng chứng để tố cáo nó. Bằng chứng? Đúng. Tôi đã giấu nó ở quán, vì nó là tấm bài hộ mệnh của tôi. Vậy mà nó dám nói với em là biết bí mật của anh, còn giữ chứng cứ nữa. Coi bộ nó chán sống rồi. Em giao nó cho anh đi. Anh có vài chuyện muốn hỏi nó. Nếu như mà em đưa Cường cho anh thì anh phải hứa không bao giờ tiết lộ những gì anh đang biết. Ai bội tín sẽ phải trả giá. Em vẫn cho anh 5% cổ phần của công ty, nhưng phải chờ 1-2 năm nữa nếu mọi chuyện êm xuôi như em dự tính. Và anh không gây rắc rối gì cho em hết.
Anh đồng ý. Nhưng mà với điều kiện là em không được đụng chạm tới bé Ngọc. Dù sao thì nó cũng là cháu của anh. Ừ, tất nhiên. Sao em có thể hại con gái của chồng mình được chứ? Em khác xưa nhiều quá Phương à. Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi xin anh mà, làm ơn thả tôi ra đi. Thả thì chắc chắn phải thả rồi. Nhưng mày phải dẫn tao tới chỗ mày giấu chứng cứ của Kim Long. Tao thấy mày cũng ít nói quá ha. Tôi nói tôi đồng ý. Tôi dẫn mày nhớ đừng có giở trò đó. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Đây là tất cả những gì còn sót lại. Giúp ba xét nghiệm ADN với hài cốt này. Ba muốn á, anh của ba có một chỗ yên tĩnh ở nơi khác. Dạ, con sẽ đi làm ngay. Ừ, cảm ơn con. Dạ, ba con đi. Về rồi nè. Anh có mua cháo cho em, có thuốc nữa đó. Em thấy trong người sao rồi? Em đỡ rồi. Ráng ăn cháo rồi uống thuốc nha. Dạ. Ủa hả? Anh Phi Long, tay anh bị sao vậy? Anh chạy bị té xe á mà. Không có sao đâu. Có thiệt không đó? Thiệt mà, không có sao hết á. Thằng nhóc đâu rồi? Tao mới thấy nó chạy ngang qua đây nè. Dạ đúng rồi đại ca. Dạ, tụi mày kiếm nó đi. Dạ, nó lấy tiền của tao rồi đó. Giờ sao đại ca? Tao có đường chứ với tao. Mày bên kia đây. Em hy vọng hài cốt đó không phải là của anh. Nếu đó là của anh, em thề em bắt từng đứa phải trả nợ cho cái chết của anh.
Chắc gia đình Hoàng Hải đã hay tin rồi có đúng không? Dạ báo rồi anh. Còn cậu, đi xung quanh tìm thử coi bọn trong mộ có để lại dấu vết gì không? Dạ rõ. Ừ. Anh là người báo án cho chúng tôi phải không? Hồi sáng tôi vô tình tôi đi ngang thì tôi thấy mộ bị xới tung như vậy đó, nên tôi mới báo cho mấy anh. Ờ, à, cảm ơn anh. Ừ. Chồng tôi. Hai người không được vào trong, chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường. Đây là mộ của ba tôi mà, để cho họ vào đi. Rõ. Anh Hải. Mẹ. Trời ơi. Sao lại ra như thế này? Mẹ. Chị Nhung à, hài cốt đã lấy đi hết rồi. Chúng tôi sẽ cho người thu thập những gì còn sót lại để đem về xét nghiệm. Sao mà ác nhân quá vậy? Chồng tôi đã đền tội rồi mà, tại sao tới chết cũng không được yên vậy? Cho dù là kẻ nào, tôi cũng nhất định tìm ra. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lên đi mẹ. Mẹ đừng làm con lo mà mẹ. Dạ sếp. Thời gian gần đây có một số ngôi mộ bị đào bới lên để làm bùa phép mê tín, nên chúng tôi không ngoại trừ khả năng đó. Ừ, đúng. Chị Nhung à, chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm bọn chúng. Nam, con an ủi mẹ đi. Chú thấy mẹ của con không ổn rồi. Dạ. Mẹ đừng có khóc nữa mà mẹ. Anh Bảo, sau khi xét nghiệm pháp y xong, xin anh cho tôi xin lại chút tàn dư của chồng tôi, có được không anh? Tôi muốn chôn cất anh ấy cho đàng hoàng. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho gia đình theo đúng quy trình. Nam, con đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Dạ. Có gì chú sẽ thông báo sau. Dạ con biết rồi. Thưa chú con đi. Ừ. Mình về thôi mẹ. Cẩn thận đó mẹ. Việc tìm lại hài cốt của Hoàng Hải không dễ đâu. Thường bọn trộm sẽ lấy đi tất cả những tài sản có giá trị được chôn theo người mất thôi, chứ không ai mà lại lấy đi hài cốt bao giờ. Nếu không phải bọn trộm mộ thì em nghĩ kẻ đó hận người này đến tận xương tủy mới đào hài cốt để trả thù. Anh Hải ơi, em xin lỗi, em đã không bảo vệ được anh ngay cả khi anh đã không còn. Em là người vợ đáng trách, anh đừng tha thứ cho em làm gì. Con mới là người đáng tội. Con đã không bảo vệ được cho ba, không làm cho mẹ sống vui vẻ hạnh phúc. Đáng lý ra con không nên sống trong cõi đời này, con đáng chết mà. Nam à, con bình tĩnh lại, con chỉ mới khỏe lại thôi, không phải lỗi của con đâu. Con đã cho chôn cất xong hài cốt rồi thưa ba. Chuyện này khoan hãy cho con Ngọc biết, đợi khi nào có kết quả xác thực cho nó biết vẫn chưa muộn. Dạ. Bà dám khẳng định người nằm ở dưới ngôi mộ đó chính là anh ruột của bà.
Nếu như anh ấy còn sống, chắc chắn sẽ về đây tìm ba với con Ngọc. Năm đó Ái Phương cứu một người, khả năng người đó chính là Hoàng Hải. Vì bà ta yêu hắn, bà ta yêu nó sống chết mà. Khi nào có kết quả xét nghiệm ADN của Đình Hòa và thằng Nam vậy? Dạ, ngày mai thưa ba. Điều ba suy nghĩ nhất, đắn đo nhất chính là Hùng Cường. Con cho người theo dõi bà Ái Phương thì chắc chắn sẽ tìm ra được Hùng Cường. Đừng để công an bắt trước mình. Dạ. Chuyện này á, bà giao hết cho con. Con đừng có giao cho thằng Thưởng làm. Hiểu chưa? Hắn ta không phải được bà tin tưởng lắm hả? Nó đã bị bà ta chơi khăm một lần rồi. Bây giờ nó lộ diện, chắc chắn bà ta sẽ biết là ba cho người theo dõi bà ta. Con tìm đứa nào chưa lộ diện, làm ngay chuyện này cho ba. Còn nữa, ba không muốn cái chuyện buôn bán hàng trắng này bị phanh phui ra. Bằng mọi giá, con phải bắt thằng Cường về đây cho ba. Ba cần phải biết chính xác bà ta biết được bao nhiêu thì ba mới lên kế hoạch hành động được. Ba, tại sao ba không xử bà ta luôn đi? Để đem dài lắm mộng làm gì? Bà cấm con đó. Cho dù con làm bất cứ chuyện gì cũng không được đụng tới bà Phương. Nếu bà ta mất một sợi tóc thì bà xử con đó. Sao? Còn muốn nói gì nữa à? Dạ không thưa ba. Con hiểu rồi. Con xin phép ba. Mình tuy hận Phương, nhưng mình không để ai làm hại đến Phương. Cô ấy đã khác xưa quá nhiều. Liệu mình còn đủ sức kiềm Phương lại được không? Mẹ uống nước đi mẹ. Mẹ. Ừ. Con tính bàn với mẹ chuyện này. Con sẽ đem những gì còn sót lại của ba để đi quả thiêu. Sau đó sẽ mang tro cốt của ba về quê nội để an táng. Khi con hiểu chuyện, con nghĩ là để ba ở đây, để ba được gần mẹ con của mình. Nhưng từ bây giờ thì không thể rồi. Con không nói thì mẹ cũng tính làm như vậy. Mẹ muốn mình về quê sinh sống, con thấy có được không? Con cũng muốn yên tĩnh và được gần ba. Nhưng mà nhất định con phải ở lại đây, tìm cho ra kẻ đã lấy hài cốt của ba con. Mẹ nghĩ chỉ cần con đồng ý đi khỏi đây thì mọi chuyện sẽ được bà ta giải quyết êm đẹp. Bà ta? Mẹ đang nói ai vậy? Không, mẹ không có nói gì hết. Mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không? Mẹ mệt, mẹ muốn vô trong nghỉ ngơi. Bà ta? Người mẹ nói đến là bà Phương sao? Đây là... Cậu hãy tìm gì đưa hắn ta về đây cho tôi. Nếu cậu làm tốt chuyện này, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu gặp ông Trùm. Chẳng phải cậu luôn muốn diện kiến ông Trùm hay sao? Nhưng mà anh cũng phải cho tôi một vài gợi ý chứ. Cậu cứ bám sát bà Phương thì sẽ tìm được hắn ta thôi. Nhưng chắc chắn bà ta sẽ sai người bắt hắn, chứ không đích thân ra tay đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ theo dõi bà. Mặt khác, tôi sẽ cho người theo sát Khang, vì Khang chính là cánh tay phải của bà. Cậu thông minh lắm. Nhưng mà cậu đã bỏ qua một người rồi đó. Chú Tư. Cậu mới nói hắn ta cho người theo dõi bà Phương sao? Dạ đúng vậy. Còn truy tìm Hùng Cường ráo riết nữa. Nếu vậy thì bọn họ sẽ nghĩ bà ta bắt cóc Hùng Cường. Tôi biết rồi. Cậu cứ làm theo rồi tùy tình hình mà xử lý.
còn tôi cũng sẽ cho người theo sát bà ta. Hai bên đánh nhau thì mình sẽ bắt được trọn ổ. Như vậy nghe. Dạ. Chuyện mộ của Hoàng Hải bị đào trộm không chỉ đơn giản là trộm hài cốt, mà là muốn trả thù sao? Là Kim Long hay Phi Long đã làm ra chuyện này? 20 năm trước khoa học chưa tiến bộ, giờ thì làm được rồi. Hài cốt đó có phải của Hoàng Hải hay không thì sẽ có kết quả sớm thôi. Có điều mình cần phải nhờ chị Nhung giúp. Mày có thể ra ăn cơm nó nào đạt đâu vậy? Hả? Như vậy? Mày ăn gan hùm hả mày? Như vậy? Dám to đập với nó gài bẫy tao. Mày có biết mày làm như vậy làm cho tao súng dở chết dở không? Tôi đâu có to đập với ai đâu. Mày hả? Ông đừng đến tôi nữa. Mày đừng có giận ngu nha. Mày với nó phối hợp cướp tiền của tao, đúng chưa? Ủa, là ông bị cướp tiền. Nói vậy là ông chưa xử con Quỳnh. Mày hả? Mày giả ngu hả mày? Tôi lại ông luôn. Ông đừng đánh tôi nữa. Lần trước ông bắt cóc tôi là tôi sợ lắm rồi. Tôi không biết gì hết trơn á. Cái gì? Mày nói nhảm cái gì vậy? Tao bắt cóc mày hồi nào? Tao chỉ cần tiền của mày thôi. Ông không làm với ai làm chuyện đó. Nè, mày động não một chút có được không? Tao bắt cóc mày đi làm cái gì hả thằng ngu kia? Bây giờ nếu mà không có tiền á, cái vụ mà ám sát con Quỳnh coi như bỏ đi. Tôi cũng định nói với ông á là không cần phải giết cô ta nữa. Tôi không có tiền cho ông. Nhưng mà... Ủa, ai bắt cóc mình vậy ta? Đâu phải ổng? Đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Mấy anh có chắc là tìm được anh Bách không vậy? Chúng tôi đã có thông tin về anh ta, cho nên mới đến đây. Thiệt hả? Sau khi kiểm tra từ tổng đài, chúng tôi phát hiện tên Bách đã liên lạc với số điện thoại này. Cô xem đi. Được biết chủ nhân của số điện thoại này chính là cô Ái Phương. Anh Bách gọi cho chị, sao chị không nói với em? Đúng là Bách có nhắn tin cho tôi, nhưng chúng tôi chỉ nói về chuyện tại sao đã mở một nhà hàng mà không lo làm ăn, tối ngày biến mất tiêu, tốn tiền tốn bạc, lại ảnh hưởng tới Thạnh. Không tin thì anh có thể xác minh nội dung trong tin nhắn mà. Đúng như cô nói, chúng tôi đã xác minh nội dung tin nhắn rồi. Nhưng thật sự cô không biết Bách đang ở đâu sao? Tôi và Bách nhắn tin trước khi cậu ta mất tích, còn sau đó thì không liên lạc gì nữa. Cho dù tôi không muốn Bách đến với em gái của tôi, thì tôi cũng không làm những chuyện phạm pháp đó. Xưa nay tôi là người như thế nào thì báo chí cũng đã đưa tin tức rồi. Ủa, tay của ông bị thương à? À, tôi sơ ý lúc khiêng đồ thôi mà. Vết thương đó, lẽ nào ông ta chính là người bắt thằng Đăng? Ông ta làm vậy theo lệnh của ai? Chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng, chắc là không thể ngồi đây để tiếp chuyện anh. Mong anh thông cảm. Tôi không làm phiền hai cô nữa. Cảm ơn vì sự hợp tác. Chào. Mong anh cố gắng tìm anh Bách giùm em. Cô yên tâm, nếu có thông tin gì mới cô nhớ báo cho chúng tôi biết. Dạ. Chào anh. Chào. À, tôi xin lỗi, tôi sơ ý chút xíu nữa làm ảnh hưởng tới cô rồi. Chỉ cần chú cẩn thận hơn sau này là được rồi. Dạ. Dạ con nghe nè cô. Công an đã có chút nghi ngờ với tôi. Cậu
cậu phải tuyệt đối cẩn thận đó, đừng để sơ hở gì. Nhất là Hùng Cường, hắn ta mà trốn thoát là chết cả đám đó. Dạ con biết rồi, con sẽ chú ý. Chào cô. Thật sự tôi có rất nhiều câu hỏi. Tại sao vợ của tôi lúc trước lại yêu một người khác đến mức phải cãi cha cãi mẹ, vậy mà cô ấy lại đồng ý lấy tôi, trong khi tôi lại là bạn của người đàn ông đó? Anh có từng hỏi bà ấy chưa? Cô chỉ nói là do cổ đã hết yêu người đó, vì người đó đã có gia đình mới. Sau đó cổ mới gặp tôi và yêu tôi. Nhưng thật sự tôi không có chút ấn tượng gì về chuyện này. Vậy là vợ của anh... Nếu như chuyện này mà đổ bể thì vợ của bác sĩ ít nhất là 10 năm trong tù. Con gái của bác sĩ học trường quốc tế cũng dễ thương đó. Bác sĩ... Vợ anh có thể không muốn làm cho anh buồn khi nhắc lại chuyện yêu đương của cô ấy, chứ cô ấy làm sao mà hài lòng được. Cho nên anh cứ yên tâm đi, anh đừng có nghi ngờ cô ấy nữa. Anh nên nói cho cô ấy biết để cô ấy giúp anh nhớ lại tất cả. Không phải hôm trước chính bác sĩ nói với tôi có thể lời của vợ tôi là giả sao? Nhưng trong chuyện tình cảm không thể nào giả được, đúng không? Hôm nay tôi sẽ đổi thuốc cho anh, hy vọng sẽ giúp cho sự phục hồi trí nhớ của anh. Thái độ của bác sĩ hôm nay rất lạ. Lẽ nào Phương đã phát hiện và tiếp tục can thiệp vào chuyện này? Cô ơi, cô đừng có buồn nha cô. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ là lúc phải tìm ra cái bọn độc ác đó. Nam, ông cũng đừng có buồn nữa nha. Mình chỉ hận bản thân là mình không bảo vệ được hài cốt của ba mình thôi. Hai đứa có thể ra ngoài một chút được không? Chú có chuyện muốn hỏi mẹ con. Có chuyện gì hay sao chú? Không có gì quan trọng đâu, chú muốn bàn với mẹ con chút chuyện nhỏ thôi. Dạ. Có tin tức gì về tụi nó sao anh? Tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Tôi muốn xét nghiệm ADN với hài cốt. Ý của anh là... Thật ra xét nghiệm ADN với hài cốt nó rất khác với xét nghiệm giữa người còn sống với người còn sống. Có những thứ chuyên môn nghề y rất khó giải thích cho chị hiểu. Nói đơn giản, nó chỉ là giám định hài cốt, một phương pháp phân tích ADN hai mẫu. Một mẫu thì lấy từ hài cốt, còn mẫu kia lấy từ người đối chứng. Mẫu đối chứng có thể lấy từ mẫu tóc, mẫu máu, mẫu móng tay từ người còn sống. Có thể nói dễ hiểu hơn là từ mẹ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, bác cậu gì là anh chị em ruột của mẹ. Ý anh là muốn nhờ tôi lấy mẫu của mẹ anh Hải sao? Đúng vậy. Nhưng tại sao lại làm chuyện này? Tôi không biết phải nói sao để cho chị hiểu nữa. Nói đơn giản nhất là chỉ cần xác nhận chính xác ADN thì sẽ xác định chính xác được kẻ đào mộ. Anh có gì giấu tôi đúng không? Thật ra thì tôi nghi ngờ hài cốt đó không phải là của chồng chị. Làm sao có thể, có thể có chuyện đó được chứ? 20 năm qua tôi luôn rây rứt trong lòng vì chưa thể xét nghiệm ADN với xác chết than quá. Nhưng năm đó, với những chứng cứ ở hiện trường, rồi nhân chứng là bà bán hộp thịt lộn, lại thêm chiếc nhẫn cưới mà chị luôn khẳng định đó là của chồng chị, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng đó là chồng chị. Nhưng mà thời gian gần đây Hùng Cường đã xuất hiện, thêm việc em của Phi Long đã trở về, thậm chí những người có liên quan đến năm đó đều quay trở về, rồi liên tục xảy ra những chuyện khó hiểu, nhất là việc hài cốt của chồng chị bị đào lên không biết vì lý do gì. Cho nên tôi muốn nhân dịp này
xét nghiệm ADN để giải tỏa khúc mắc trong lòng của tôi. Chuyện này chị đừng để cho Duy Nam biết. Tại sao lại phải giấu thằng Nam? Nam đang quen với Quỳnh, một cô gái có thân thế rất là phức tạp. Tôi cũng chưa thể nói cho chị biết lý do rõ hơn, nhưng chị cứ làm theo ý của tôi. Từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ làm tổn hại đến mẹ con chị, có đúng không? Thật ra chính tôi cũng từng nói Nam hãy tránh xa cô bé đó rồi, nhưng mà tôi chỉ đang không hiểu cô bé đó thì có liên quan gì đến chuyện của anh Hải. Có nhiều chuyện thuộc về bí mật của công tác điều tra, cho nên tôi không thể nói rõ cho chị biết được. Mong chị giúp đỡ cho. Tôi hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ về quê. Ừ. Cô gái đó rất có khả năng là con của Phi Long. Nếu như cô ta mà biết chuyện này thì chắc chắn bọn họ sẽ gây khó khăn cho việc xét nghiệm. Em đã cho người điều tra kỹ rồi, là Hoàng. Vì ghen tức với Nam, do được anh tin tưởng hơn nên đã hack máy tính của Nam để giả mạo mail giả. Là do em tắc trách nên đã nghi quan cho Nam. Giờ thì mọi chuyện sáng tỏ rồi. Anh về nhà đi. Mấy nay anh không có ở nhà, em thật sự nhớ anh lắm. Những lời này á, em nên nói với Duy Nam chứ không nên nói với anh. Nam là người bị ảnh hưởng danh dự rất nhiều. Được rồi, để em viết mail xin lỗi gửi cho tất cả cổ đông, được chưa? Dạ, cô chủ ăn cơm. Cô đi đâu vậy cô chủ? Cô đi đâu vậy? Ông Tư ơi, ông làm ơn cho con gặp ba con đi. Nhà ông Tư, con xin ông. Mấy bữa nay cô chủ không có về nhà, ông không làm trái lời cô chủ được. Con vô phòng đi. Được mà ông, nghe lời ông, vô phòng con đi, con gặp ba con đi. Vô đi con. Ông Tư, con xin ông mà. Làm nghe lời ông đi. Giúp con đi. Nghe lời ông Tư. Dạ. Cho con gặp ba con đi con. Mà ông Tư, ông Tư. Dạ, chào tổng giám đốc. Ừ. Dạ chào sếp. Duy Nam bữa nay không đi làm sao? Dạ không đi làm sếp. Ừ. Dạ chào sếp. Bộ Duy Nam xảy ra chuyện gì sao mà không thấy cậu ấy đi làm? Dạ thưa sếp, gia đình Nam xảy ra chút chuyện. Có chuyện sao? Chuyện gì vậy? Là mộ của ba Nam bị đào lên thưa sếp. Mộ của ba Nam bị đào lên? Dạ. Không lẽ chú đã ra tay? Chuyện này là do chú làm đúng không? Con đang muốn nói đến chuyện gì? Thì chuyện mộ của ba Nam đó. Chú cũng đang muốn gọi cho con đi, muốn biết lý do gì thì đến gặp chú. Trong rừng. Chào chị. Chào tổng giám đốc. Mời anh ngồi. Cảm ơn chị.
Chị có sao không chị? Tôi xin lỗi anh. Tôi hậu đậu quá. Chị cứ ngồi đi. Chị để tôi. Tôi có nghe chuyện của gia đình nhà chị. Bên phía công an đã biết ai làm chuyện này chưa chị? Vẫn chưa có manh mối gì hết. Chị à, chị cũng đừng có quá đau buồn nha. Có những chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể nào quay lại được. Mà Nam đâu rồi chị? Tôi không thấy Nam vậy. Nó không có ở nhà. Chắc là nó lại trốn ở đâu đó, tự trách mình. Cảm ơn anh đã tới đây để chia sẻ với gia đình của tôi. Tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa. Nhưng mà khi nghe tin này tôi thực sự rất là sốc. Những việc tôi dặn nhớ cẩn thận. Dạ. Nè, nè, tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Khang. Bà. Tại sao vậy hả? Bà nói là bà bảo vệ tôi, mà tại sao tên Thưởng Thẹo tìm tôi chứ xác? Nó đến tìm con rồi sao? Chị không hề biết chuyện này. Con thấy đó, chỉ có đi khỏi đây con mới an toàn thôi. Đúng như mình dự đoán là bà ta luôn muốn mình rời khỏi đây, sợ mình tiếp cận ông Hòa. Bà ta sợ mình làm hại ông ta nên cho người bắt cóc hai mẹ con mình sao? Tôi khẳng định với bà, tôi sẽ không rời khỏi đây. Bà đừng hòng đạt được mục đích của bà. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện của bà rồi. Con nói cái gì vậy? Tôi sẽ khiến cho bà và tên Phi Long đó phải trả giá. Bà chờ đó đi. Gọi ngay cho chú Tư, ngăn cản, đe dọa hay thậm chí cho nó câm luôn cũng được. Đừng để nó gây chuyện nữa. Dạ, con biết rồi. Chào tổng giám đốc. Ừ. Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Thôi mẹ để nó đi, đừng có làm nữa. Qua đó đi, con có nấu cháo cho mẹ nè. Mẹ à, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mẹ cứ như vậy hoài, ba con biết được, ba sẽ đau lòng lắm. Hết chuyện con bị đụng xe, rồi tới mộ của ba con bị đào lên. Mẹ sợ dữ lắm. Mẹ càng sợ hơn khi con yêu đương với cô Quỳnh. Mẹ rất sợ con gặp nguy hiểm. Con có thương mẹ thì rời xa cô ấy được không con? Thật ra là mẹ không nói, con cũng sẽ làm vậy. Chỉ là còn chút chuyện con chưa giải quyết xong với Quỳnh. Thôi, mẹ ăn đi, để con có sức mà về quê cải tán cho ba con nữa. Thôi, mẹ không đói, mẹ đi nghỉ một chút. Việc tìm lại hài cốt của Hoàng Hải không dễ đâu. Thường bọn trộm sẽ lấy đi tất cả những tài sản có giá trị được chôn theo người mất thôi, chứ không ai mà lại lấy đi hài cốt bao giờ. Chỉ có hắn ta mới làm chuyện này thôi. Rất có khả năng hắn ta và bà Phương làm chuyện này để cảnh cáo mình, Bảo Ngọc, Mỹ Hạnh. Tôi sẽ khiến hai chị em cô nếm cảm giác đau khổ là như thế nào. Có chuyện gì á mà sao không dám nói ở công ty? Họ phải kéo tôi ra đến tận đây. Vì tôi không muốn chuyện riêng tư của mình mà ảnh hưởng tới người khác. Ông đi đầu thú chưa? Từ khi gặp lại ông và bà ta,
tôi không ngày nào được yên hết. Lần trước á, tôi bị bắt cóc, may mà tôi thoát được. Bà ta đúng là kẻ nói một đằng làm một nẻo. Tôi còn không biết khi nào bà ta giết tôi nữa kìa. Ý của cậu là sao? Ý của cậu là giờ tôi bắt cóc cậu hả? Đừng có chân cái mặt ngơ ngác ra đây. Bà ta đã cố tình tạo thân phận giả cho ông 20 năm nay qua mặt tất cả mọi người. Thì chuyện gì mà bà ta không dám làm? Chắc không. Cô ấy là... Ngay lúc này tôi chỉ muốn giết chết ông cho hả giận kìa. Như vậy thì nhẹ cho ông quá. Nỗi đau mà mẹ tôi và tôi chịu suốt 20 năm qua, ông có chết 100 lần cũng không trả được kìa. Ông nói ông đi đầu thú, sao chưa đi? Sao còn ở đây? Vì tôi còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Khi nào giải quyết được tôi sẽ đi đầu thú. Quỷ biệt, lừa dối hả? Không có. Tôi phải ở lại để giúp đỡ cho hai mẹ con của Duy Năng. Giúp nó hả? Ông nghĩ nó cần sự giúp đỡ của kẻ thù sao? Nghe mắc cười quá. Em nghe nói mộ của ba anh... Không sao, rồi sẽ tìm được thôi. Còn em, nhận lại ba chắc là hạnh phúc lắm. Em... Anh đang tự hỏi bản thân mình, anh phải làm gì với ba của em đây? Cho nên anh nghĩ mình chia tay đi. Anh không muốn sau này chúng ta phải khó xử. Sao lại như vậy chứ? Cuối cùng thì con trai cũng về với ba má rồi. Ba má ơi, con xin lỗi ba má. Anh Hải anh... Số nó xưa nay đã khổ rồi, bây giờ tới chết cũng còn khổ. Con tôi đã làm gì nên tội? Là do con vô dụng. Con đã không bảo vệ được ba của con. Nam à, là do số phận của ba con. Con xin lỗi, lâu rồi con mới về thăm ba má. Má đừng có trách con nha. Má không có trách con đâu. Miễn sao á, hai mẹ con của con sống khỏe mạnh là ba má vui rồi. Con nhớ hồi đó con hay nhổ tóc sâu cho má. Lâu rồi con chưa làm điều đó. Má cũng nhớ hai mẹ con lắm. Mong sao hài cốt đó không phải của anh Hải. Mời hai mẹ con về Sài Gòn sớm hả? Dạ, thằng Nam nó còn chút việc riêng chưa giải quyết xong. Khi nào xong việc, hai mẹ con lại về thăm ba má. Ừ. Tôi đồng ý những gì bà nói. Tôi sẽ rời khỏi đây. Thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Tôi sẽ đi khỏi đây sau khi trả thù cho ba của tôi. Cho nên từ giờ tới lúc đó, bà đừng làm bất cứ điều gì uy hiếp tôi và mẹ của tôi. Cậu biết hết rồi sao? Bà muốn đấu thì đấu với tôi, đừng giở trò sau lưng tôi nữa. Bà biết tôi là con của Tình cũ mà còn ra tay như vậy, chắc hẳn là bà muốn trừ khử tôi để bảo vệ cái điều gì đó quan trọng của bà, đúng không? Cậu nói gì tôi chưa hiểu. Cho dù cậu có là con của anh Hải thì đã sao? Giờ với tôi, chồng tôi, con gái tôi
mới là thứ mà tôi quan tâm. Nên con tránh xa họ ra trước khi tôi điên lên. Nếu vậy tôi là càng muốn trở thành người nhà của bà. Để coi bà làm gì. Nó tính làm gì vậy hả? Mẹ, con nói là con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Dạ. Vậy thì mẹ sẽ thả con ra. Con suy nghĩ kỹ rồi. Con nghe ông Tư nói, bữa giờ mẹ không ngủ được là do chuyện của con. Con mà tiếp tục cãi mẹ thì chỉ khiến mẹ thêm đau lòng. Ba với mẹ cũng vì con mà trở nên bất hòa, nên con cảm thấy là mình bất hiếu lắm. Cho nên con đã quyết tâm không gặp anh Nam nữa. Nếu vậy con chứng minh là nghe lời mẹ bằng cách ngày mai mẹ có hẹn với lại mẹ con cô qua. Con đi cùng mẹ tới đó. Con trai của cổ tốt nghiệp ngành kế toán. Hai đứa hồi nhỏ cũng hay chơi cùng nhau. Chắc con còn nhớ chứ. Dạ. Ngày mai con sẽ đi cùng mẹ. Nhưng mà mẹ, trước khi đi á, mẹ cho con đi spa chăm sóc lại da nha. Bữa giờ không ăn không ngủ được nên con thấy mình nhạt nhạt lắm. Được rồi, mẹ sẽ cho chú Tư đi cùng con. Thôi mẹ, con tự đi được. Mẹ để ông Tư ở nhà đi. Mẹ cứ yên tâm về con nha mẹ. Con hứa với mẹ rồi mà. Mình phải gả nó đi càng sớm càng tốt. Anh về rồi. Hạnh đâu rồi em? Con bé trên lầu đó anh. Nè, anh uống nước đi. Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Anh sẽ đi đầu thú. Cái gì? Không phải mình đã thống nhất bỏ qua chuyện này và bồi thường cho họ rồi sao? Nam cũng được minh oan rồi, anh còn đầu thú chi nữa? Cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện đi nữa cũng không thể nào chuộc lại sai lầm của mình. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm hành động của mình thôi. Em không đồng ý. Anh đi đầu thú đồng nghĩa anh phải ngồi tù. Còn em chắc chắn sẽ liên can gì bao che tội phạm. Rồi cả gia đình này sẽ tan nát hết. Vậy chứ bây giờ em tính làm sao? Em sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của gia đình này. Phương chắc chắn sẽ làm mọi chuyện để ngăn cản mình. Tác động lên bác sĩ cổ còn làm được thì không chuyện gì làm khó cổ hết. Mình phải làm gì để ngăn cản cổ đây?